có một cái điểm chung trong tháng 5 đó là thường là cái thời điểm mà tâm lý của các nhà đầu tư sẽ tích cực hơn so với những cái tháng khác ở à, trong năm và nó có thể là sẽ là cái thời điểm mà thị trường có cái sự hồi phục. <laughs> Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. À, như vậy là chúng ta đã bước qua tháng 4 và hiện tại là chúng ta đang là ngày đầu tiên của tháng 5 và như vậy có nghĩa là cái đến tháng của tháng 4 cuối cùng thì cũng đã đóng và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem xem là cái đến tháng của tháng 4 nó đóng nó có liệu nó có gây ra những cái hậu quả xấu ở uh, cho bitcoin trong gian tới không uh, cũng như là tình hình tháng 5 liệu có uh, gọi là khởi sắc hơn hay không, đúng không thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái thông tin À, những cái tài liệu nghiên cứu để các bạn có thể tham khảo trong cái phần này còn trong phần 2 của video thì mình sẽ à, cập nhật cho mọi người những cái thông tin ở trên cái trang đô thị nên mọi người hãy cố gắng là theo dõi hết cả hai phần để mọi người không bị bỏ lỡ những cái thông tin à, trước khi đi vào nội dung chính của video thì hiện tại sàn giao dịch CoinEx họ vẫn đang chạy cái chương trình ưu đãi 5$ đô miễn phí dành cho các bạn member của anh Review Capital và đang muốn à, trải nghiệm cái tính năng Trade future trên sàn thì sàn Gox là cũng là một cái sàn giao dịch mà mình cũng đã có một cái video review đúng không ạ có một cái giao diện khá đơn giản và rất là dễ sử dụng đặc biệt là sẽ phù hợp cho những các bạn mà các bạn tập trade future margin thì các bạn cũng có thể tham khảo về cái chương trình này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video trở lại với cả cái nội dung chính của ngày hôm nay thì À, có lẽ là chúng ta đã nhiều bạn ở đây cũng đã bắt đầu cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bằng một cái tâm trạng thực sự là không mấy vui vẻ khi mà những cái ngày cuối cùng của tháng 4 thì Bitcoin đã sập về cái giá là 37.500 và đây cũng là đồng thời là cái mức giá thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Và cùng với cả sự sụt giảm của BTC thì như thường lệ thì Ancoin cũng đang có cái sự suy giảm rất là mạnh. À, và hậu quả của cái đợt sụt giảm này là có tới khoảng 130 tỷ đô la vốn hóa đã bốc hơi ra khỏi thị trường và khiến cho tổng vốn hóa của thị trường đã chạm cái mức rất là thấp là mức 1,7 nghìn tỷ đô la. Và nếu mà chúng ta nhìn lại những cái những cái diễn biến trong tháng Tư vừa rồi thì các bạn có thể thấy là một trong những cái yếu tố mà tác động đến tình hình thị trường crypto đó chính là cái bối cảnh chung của toàn bộ tình hình kinh tế thế giới đang bị chịu áp lực rất là lớn và một trong những cái yếu tố đó chính là cái vấn đề tăng lãi suất của Fed. À, thế nhưng mọi chuyện còn mình nghĩ rằng còn có thể tồi tệ hơn khi mà FOMC chuẩn bị nhóm họp vào trong tuần này và báo cáo thì được một số những cái tổ chức tài chính và những cái nhà phân tích kinh tế đưa ra vào tháng 6 tuần trước thì đều nhất trí cho rằng là FOMC sẽ quyết liệt hơn trong cái việc là tăng lãi suất trong buổi họp sắp tới và những cái chuyên gia thì cho rằng là Fed sẽ đưa ra hàng loạt các cái đợt tăng lãi suất vào mùa hè năm nay để mà đối phó với cả tình trạng lạm phát đang đạt đỉnh cũng như là cái chi phí lao động đang tăng chóng mặt tại Mỹ và thậm chí đang có một số cái đồn đoán Fed có thể có cái kế hoạch đưa cái mức lãi suất lên tới là con số 3% vào đầu năm 2023. Tất nhiên là đây chỉ là cái sự phỏng đoán thôi và chúng ta chưa có được cái sự xác nhận chính thức. À, hiện tại thì nếu mà chúng ta dựa theo cái số liệu về tỷ lệ lạm phát ấy, thì tỷ lệ lạm phát đang tăng khoảng 8% và với cái tình hình thị trường lao động thì Fed có thể đưa ra cái mức tăng khoảng 50 điểm phần trăm tức là mức 0,5% cái mức 50 điểm làm cái mức tăng khá là lớn và nó sẽ có tác động là tương đối tiêu cực đến nền kinh tế và đặc biệt là à, liên quan đến chỉ số GDP. À, tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng là Fed sẽ có thể là chấp nhận hy sinh cái khả năng tăng trưởng GDP trong ngắn hạn để mà có thể giải quyết được triệt đề cái vấn đề là phát ở thời điểm hiện tại. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái nỗi lo về vấn đề Fed tăng lãi suất một lần nữa sẽ đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư ở các thị trường nói chung chứ không chỉ riêng crypto và đây mình nghĩ rằng cũng là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra cái sự suy giảm vào trong cái thời điểm cuối tuần vừa rồi mặc dù là mọi người có thể thấy là trên thực tế thì chúng ta đều đang chuẩn bị một cái tinh thần đó là Fed sẽ tăng lãi suất nhiều lần nữa trong năm nay à, tuy nhiên thì dự đoán Fed sẽ tăng 50 điểm trong tuần tới có lẽ vẫn đang là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là gây sốc với khá là nhiều nhà đầu tư thứ nhất đó là sao bởi vì cái khoảng thời gian thực sự nó rất là ngắn giữa hai cái đợt tăng lãi suất của Fed À, cái quyết định tăng lãi suất lần đầu của Fed mới chỉ diễn ra vào tháng 3 năm nay và với cái mức tăng là 0,25% và ở đây được xem là một cái mức tăng vừa phải cũng như là phù hợp với cả tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại. Vậy mà sau khoảng chưa đầy 2 tháng thì Fed đã muốn tiếp tục một cái đợt tăng lãi suất mới và cái khoảng thời gian như vậy mình cho rằng là khá ngắn và chưa đủ để nhiều các nhà đầu tư họ có thể thích nghi với cả cái mức lãi suất mới. À, không chỉ vậy thì cái mức tăng 0,5% đang được dự đoán thực sự là một tỷ lệ tăng rất lớn và nó sẽ có thể gây ra nhiều những cái biến động về tài chính kinh tế nói chung và mình cho rằng là sẽ lớn hơn so với cả cái đợt tăng vào hồi tháng 3 vừa xong à, hiện tại thì cái mức tăng 0,5% nó chỉ là cái mức tăng dự đoán mà thôi và chúng ta vẫn nên bình tĩnh chờ, chờ đợi cái cuộc họp của, FMM, của FOMC và cái nội dung cuộc họp khi mà họp xong thì sẽ được công bố chính thức À, tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là bất cứ cái thông tin nào mà liên quan đến fed tăng lãi suất dù chỉ là phỏng đoán thôi thì nó cũng đang có những cái tác động tương đối xấu đến tâm lý của nhà đầu tư à, từ giờ cho đến cuối năm thì khả năng cao là fed sẽ còn nhiều lần tăng lãi suất nữa thế nên là chúng ta sẽ phải hết sức là cẩn thận giao dịch trong năm nay à, cái việc vấn đề về fed tăng lãi suất nó sẽ tác động lớn đến cái tình hình kinh tế tài chính thế giới cũng như là liên quan đến thị trường chứng khoán mỹ à, và các bạn có thể thấy là trong thời gian gần đây thì thị trường crypto nó cũng đang đi khá là tương gọi là tương đồng với cả thị trường chứng khoán. Đúng không? thế nên là chúng ta cũng nên thực sự là rất là cảnh giác với cả cái thông tin phép tăng lãi suất nhiều lần trong năm 2022 thì đó cũng sẽ là một trong những cái điều mà có sẽ có thể là gọi là làm cản trở cái sự tăng trưởng của thị trường crypto trong năm nay. À, chuyển sang những cái thông tin khác thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ do trang tin crypto compare tổng hợp ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là thị trường crypto đã trải qua một tháng tư phải nói rất là khó khăn cái volume giao dịch đã giảm và sụt giảm gần như là trong 6 tháng liên tiếp và đặc biệt là trong tháng tư vừa qua thì cái lượng giao dịch giảm 16,3% xuống mức là khoảng 244 triệu đô la mà thôi. cái dòng tiền chảy ra khỏi thị trường crypto cũng đang gia tăng một cách đáng kể trong tháng tư. Phần lớn là đến từ Bitcoin với mức là 67,3 triệu đô chiếm khoảng hơn 85% dòng vốn ra khỏi thị trường và cái khối lượng giao dịch sụt giảm và cộng với cái việc dòng tiền chảy ra khỏi thị trường gia tăng trong tháng tư thì đang có thể nó đang cho thấy là cái tâm lý rất là tiêu cực của các nhà đầu tư ở thể hiện tại và trong cái bối cảnh mà thị trường kinh tế nói chung và crypto nói riêng cũng đang ngập tràn những cái thông tin tiêu cực thì hiện tại mình nghĩ rằng là cái tình trạng bi quan này nó sẽ chưa thực sự là nó chưa thể nào mà chấm dứt ngay được và nó sẽ còn có thể là sẽ tiếp diễn trong những cái tháng sắp tới và và nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng quát thì trong 4 tháng đầu năm nay thì Bitcoin cũng như là Coin sau một cái đợt, đợt tăng trưởng rất là mạnh thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu gọi là sự suy giảm vậy và, và và đuối dần đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ lợi nhuận về BTC cũng như là những cái tài sản đầu tư khác như là S&P 500, vàng hay trái phiếu thì có thể thấy là cái mức lợi nhuận của BTC đang ở mức là 13,9% thấp hơn so với cả S&P 500 và vàng nhưng mà lại nhỉnh hơn so với cả trái phiếu. Cái lý do là bởi vì sao? Bởi vì cái những cái bất ổn địa chính trị và kinh tế trong thời gian gần đây khiến cho nhiều nhà đầu tư họ rút rõ khỏi thị trường Bitcoin một Trong những cái thị trường mà có cái tính đầu tư có cái độ rủi ro cao và chuyển sang uh, tích chữ vàng nhiều hơn Đó, thì con thấy là một cái xu hướng đang thể hiện rất là rõ nét qua những cái số liệu Sẽ nhiều bạn thắc mắc, vậy thì chúng ta sẽ có một cái thắc mắc chung đó là Những cái diễn biến trong tháng tư này nó sẽ có thể diễn ra trong tháng 5 hay là những cái tháng... À, sắp tới hay không đúng không ạ? Thì có lẽ là không ai biết chắc chắn 100% nhưng mà có thể mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những thông tin khá là thú vị để các bạn có thể tham khảo. Thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình đang là một cái biểu đồ và cái biểu đồ này có tên là lịch sử lợi nhuận trung bình của Bitcoin theo tháng đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là trong khoảng 9 năm vừa qua thì tháng 5 luôn được xem là tháng Bitcoin tạo ra nhiều lợi nhuận trong năm. À, có thể kể đến là 17% lợi nhuận được tạo ra vào thời điểm thời gian này à, chỉ thấp hơn 21,1% tạo ra trong tháng 10. À, trong khi đó thì một biểu đồ khác về tỷ lệ Bitcoin đóng cửa đến tháng thì cho thấy rằng là đến tháng 5 thường là sẽ có màu xanh. À, khi mà có đến 75% cây à, nến của tháng 5 trong quá khứ đã đóng cao hơn so với cả mức giá mở cửa. Và nếu mà chúng ta nhìn thêm à, cái bảng tổng hợp lợi nhuận à, từ năm 2013 cho đến giờ thì các bạn có thể thấy rằng là cái tỷ lệ lợi nhuận trung bình của Bitcoin trong tháng 5 trong 10 năm qua đang ở mức là 13,5%. Và đây là con số cao thứ 3 trong uh, trong 12 tháng trong năm. Như vậy là chúng ta có thể đưa ra được một cái nhận định là có một cái điểm chung trong tháng 5 đó là thường là cái thời điểm mà tâm lý của các nhà đầu tư sẽ tích cực hơn so với những cái tháng khác uh, trong năm và nó có thể sẽ là cái thời điểm mà thị trường có cái sự hồi phục. Và điều này mình cho rằng ở thời điểm hiện tại thì nó cũng có thể sẽ uh, chính xác khi mà chúng ta đã Uh, có những cái nhịp điều chỉnh giảm đã khoảng hơn 4 tháng rồi, đã khoảng 4 tháng rồi chúng ta đã giảm liên tục và uh, rất có thể là tháng năm này chúng ta sẽ có những cái nhịp uh, hồi trở lại uh, làm cho thị trường nó thời khởi sắc hơn. Uh, tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần lưu ý một điều ấy, đó là cái biểu đồ này nó chỉ mang cái tính chất là tổng hợp dữ liệu trong quá khứ chứ nó không phải là một cái tín hiệu khẳng định rằng là chắc chắn nó sẽ là một cái xu hướng trong tương lai. Thế nên là chúng ta sẽ chỉ tham khảo nó như uh, ở một cái mức độ nhất định uh, và chúng ta sẽ cần theo dõi thêm những cái tình hình thực tế ở cụ thể như thế nào ví dụ như là tình hình gọi là, là tăng lãi suất của Fed trong 5 tháng 5 là ra sao. cái thông tin đấy rất là quan trọng và và nó sẽ có thể là chúng ta sẽ có những cái ngoại lệ không giống như những cái năm trước. À, thế nên là chúng ta vẫn cần phải hết sức là tập trung và theo dõi sát tình hình ở thời điểm hiện tại. À, mình sẽ đưa ra một số những cái nhận định ở trên chạc của Bitcoin trong tháng 5 sắp tới ở cái phần 2 của video đúng không ạ? À, trong phần này thì mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người một số những thông tin new tương đối quan trọng trong thời gian gần đây à, một trong những cái thời thông tin mà gần đây được cộng đồng crypto tại việt nam nhắc đến khá nhiều à, đó chính là gì ạ? đó là bộ nội vụ đã ban hành cái quyết định chính thức cấp phép cho thành lập một cái hiệp hội có tên là công nghệ chữ khối việt nam hay còn gọi là hiệp hội blockchain à, chúng ta hiểu đơn giản thì hiệp hội chính là nơi quy tụ những cái thành viên có uh, nhiều chuyên môn trong lĩnh vực blockchain và đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam cho phép thành lập tổ chức một cái hoạt động trong lĩnh vực blockchain. À, trước đó thì vào ngày 21 tháng 4 thì Liên minh Blockchain Việt Nam cũng đã được thành lập để mà làm cầu nối giữa những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này và những cái cơ quan quản lý. Các bạn có thể thấy là qua cái quyết định này thì chúng ta thấy là chính phủ đang có vẻ là cởi mở hơn à, trong cái việc là cho những cái công ty trong những lĩnh vực công nghệ. Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang ở trong những cái giai đoạn đầu gọi là mới bắt đầu tìm hiểu và làm quen với cả lĩnh vực này thôi thế nên là mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn nhiều những cái thiếu sót về mặt pháp lý đặc biệt là chúng ta chưa có được một cái hệ thống pháp luật thực sự là phù hợp cũng như là đầy đủ để mà có thể thích ứng được với cả công nghệ này. chính vì thế thì là mình nghĩ rằng là cái việc mà thành lập những cái hiệp hội chính thống như thế này nó cũng sẽ làm cái bước tiến tốt để mà thúc đẩy cũng như là sẽ đẩy nhanh cái quá trình mà Việt Nam sẽ hợp thức hóa cái công nghệ blockchain cũng như là crypto ở Việt Nam mình nghĩ rằng là Việt Nam trong tương lai sẽ có thể làm được cái cái điều này đi cùng với cả những cái xu hướng của thế giới và nếu như cái điều này mà chúng ta làm được thì nó sẽ là một cái thông tin rất là tốt. Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã có khá là nhiều những cái dự án Việt Nam về crypto cũng đã tạo được cái dấu ấn trên thị trường thế giới. Ngoại mà mình nghĩ rằng là nếu như cái việc mà mà luật pháp mà nó được thông qua nữa thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái dự án khác ở trong tương lai sẽ được ra, được ra đời và nó sẽ làm gọi là dạng danh cái 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 lĩnh vực công nghệ của Việt Nam Việt Nam thì cũng khá là nổi tiếng về những cái dự án lừa đảo scam, đúng không ạ? Chúng ta đều biết nhưng mà uh, trong uh, hàng ngàn hạt cát thì luôn luôn đôi khi chúng ta sẽ nhặt được một, một vài một vài những cái viên kim cương thì chúng ta có thể gọi là thúc đẩy cái nền công nghiệp blockchain Việt Nam và mình tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ sớm đạt được cái điều này. Ok, đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái phần 1. thì ở trong phần hai thì chúng ta sẽ À, đi đến những cái thông tin quan trọng khác cũng như là những cái tín hiệu mới nhất ở trên cái trang thiết bị